Thưa quý vị, Hàn Quốc là một đất nước có những điểm tương đồng với đất nước chúng ta trong cách nhìn nhận về giá trị, ý nghĩa của gia đình với mỗi người. Có lẽ vì vậy nên khi cuốn sách Hai mặt của gia đình của tác giả Choi Kwang-hyun do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành tại Việt Nam thì đã nhanh chóng được các độc giả đón nhận. Một cuốn sách để lại nhiều suy ngẫm, nhiều bài học để từ đó cho ta thêm trân trọng hơn hai tiếng gia đình. Ngày hôm nay thì tôi mang đến cho mọi người một quyển sách, đó là Hai mặt của gia đình của tác giả Choi Kwang-hyun. Đây là một quyển sách mà mang một cái yếu tố nói về vấn đề tâm lý nhưng lại rất dễ hiểu. Quyển sách này tôi đã đọc rất là lâu và khi đó mình đã rất là ấn tượng với cái cách mà tác giả chia sẻ. Nó thực sự là đời sống. Nó mang đến cho người đọc cảm nhận được luôn cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Mỗi một người không phải là sẽ gặp phải tất cả những cái tình huống được kể ra ở trong đây. Nhưng mà mọi người khi mà đọc ấy thì sẽ thấy được phần nào nó thuộc về mình. Trong quyển sách này ấy, thì mọi người có thể nhìn ngay ở cái phần cuối này sẽ có 4 chương. Và chúng ta có thể nhìn vào đó để chọn xem cái phần nào mà mình thấy gọi là hứng thú nhất và có vẻ phù hợp với mình nhất. Mọi người lựa chọn để đọc. Chương 1 đó là nhìn lại chúng ta của những ngày thơ ấu. Và chương 2 đó là lý do đằng sau sự lựa chọn bạn đời. Chương 3, gia đình là nơi cho nhận tổn thương. Và chương 4, bí mật của gia đình hạnh phúc. Tác giả đang đi từ quá khứ đến hiện tại. Và sau đó là cho mọi người giải thích, rồi cuối cùng là đi đến cái việc là làm sao để chúng ta có thể có được một cái gia đình hạnh phúc. Có thể là rất nhiều người ngạc nhiên, tại sao lại gọi là hai mặt của gia đình. Bình thường chúng ta sẽ biết đến gia đình đó là một nơi mà chúng ta thể hiện tình yêu thương, là nơi mà chúng ta sẽ tìm về mỗi khi mà mình bị oan ức này, mình cảm thấy buồn tủi này, hoặc là một nơi mà mình cảm thấy là bình yên. Thế nhưng trong cuộc sống, mọi thứ nó không phải đơn giản như vậy. Đã có rất là nhiều người, gia đình chính là nơi mà khiến cho cái cuộc sống của họ trở nên khó khăn nhất, chính là nơi mà khiến họ không muốn nhớ về nhất, chính là nơi mà khiến họ cảm thấy được rằng là mình gần như là không có lối thoát nhất, chính là nơi mà những người ở đó khiến cho tổn thương nhất. Và đây là quyển sách giúp cho mọi người hiểu hơn về cái mặt còn lại mà ít ai nhắc đến. Trong cái quá trình mà đọc quyển sách này cũng như là chia sẻ nó đến với lại rất là nhiều người thì bản thân tôi thấy nó mang một cái giá trị rất là lớn, bởi vì cái cách diễn giải đơn giản. Và đồng thời mình cũng nhận thấy một điều, tất cả những cái tổn thương của các bạn đến từ thời hiện tại ấy, thì phần lớn nó đến từ trong quá khứ. Và chúng ta muốn thoát khỏi nó thì trước tiên chúng ta phải chấp nhận quá khứ và chúng ta hiểu được nó. Đó là cái điều mà quyển sách này đã giúp cho bản thân tôi cũng như là rất là nhiều bạn mà tôi chia sẻ đến. Tôi tin chắc nếu như mà bạn dành thời gian cho nó cũng sẽ biết đâu đó một trải nghiệm nào đó từ trong chính bản thân bạn sẽ giúp được chính mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc là chấp nhận tất cả những tổn thương mà mình đã gặp phải.